vị và các bạn vui lòng bật radio và lắng nghe chương trình của chúng tôi có chủ đề cha mẹ, người thầy đầu tiên và suốt đời của con. Thưa quý vị, khách mời đồng hành cùng với quý vị ngày hôm nay, cho phép tôi trân trọng được giới thiệu tiến sĩ Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, lời đầu tiên thì cho phép tôi thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chúc mừng đến tiến sĩ Phạm Thị Thúy và cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Dạ, xin chào chị Ánh Ngọc, xin chào quý thính giả đang nghe đài Bình Dương. Dạ, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là một ngày rất đặc biệt ạ, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chúng tôi trân trọng gửi đến quý thầy cô những tình cảm chân thành sâu sắc nhất, những người đã và đang ngày đêm miệt mài gieo trồng kiến thức để nhiều thế hệ tiếp cận với chân thiện mỹ, đến gần hơn với nền văn minh rộng lớn của nhân loại. Tuy nhiên trong ngày đặc biệt này, nên chăng chúng ta dành một khoảng thời gian dành sự quan tâm cho cha mẹ là những người thầy đầu tiên và suốt đời của mỗi người chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, cha mẹ là người thầy rất đặc biệt ạ. Họ không chỉ trao ban sự sống, nuôi dạy, rèn luyện con nên người mà còn luôn yêu thương, khoan dung cho mọi lỗi lầm, luôn nâng đỡ và chỉ bảo những khi con gặp thử thách, luôn ủi an và khích lệ khi con vấp ngã. Trên tinh thần này, cha mẹ xứng đáng được tôn vinh là người thầy đầu tiên và suốt đời của con. Thưa quý vị, chúng tôi đã giới thiệu cùng quý vị ngay từ đầu chương trình khách mời đồng hành cùng với quý khán giả ngày hôm nay là tiến sĩ Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị quan tâm đến chủ đề chúng tôi vừa nêu, muốn chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện của quý vị và các bạn với những kỷ niệm về những bài học mà quý vị đã được học ở cha mẹ mình, những người thầy cô đầu tiên và suốt đời của quý vị. Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi, gọi điện cho chúng tôi theo số máy là 0274 3836 246, hoặc quý vị và các bạn đang rất bối rối, băn khoăn trong vai trò làm cha mẹ của mình, quý vị không biết dạy những đứa con của mình như thế nào trong quá nhiều những khó khăn và thử thách bộn bề, xin vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ khách mời tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Số máy là 0274 3836 246. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi muốn nhắc lại cùng quý vị và các bạn chủ đề của chương trình ngày phát thanh, chương trình phát thanh trực tiếp Tình yêu hôn nhân gia đình hôm nay. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, và chúng tôi chọn chủ đề cha mẹ, người thầy đầu tiên và suốt đời của con. Quý vị và các bạn nghĩ gì về chủ đề này ? Quý vị có những kỷ niệm, có những bài học sâu sắc mà quý vị đã được nhận từ cha mẹ của mình, đó là những người thầy đầu tiên và suốt đời của quý vị, ấn tượng rất sâu sắc, quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua số máy là 0274 3836 246, hoặc là quý vị trong vai trò là người cha người mẹ, quý vị rất bối rối, băn khoăn, lo lắng, không biết dạy những đứa con của mình như thế nào, thì quý vị cũng có thể chia sẻ những khó khăn của quý vị để nhận được sự hỗ trợ của khách mời của chúng tôi, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, thông qua cái số máy rất quen thuộc 0274 3836 246. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận điện thoại của quý vị, cho nên là quý vị hãy gọi điện thoại cho chúng tôi ngay từ bây giờ để đăng ký tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn. Vâng ạ, còn bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với khách mời tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Thưa chị, tôi muốn biết là cảm xúc của chị như thế nào khi mà chị là khách mời tham gia chương trình rất đặc biệt ngày hôm nay 20 tháng 11. Dạ, cảm ơn chị Ánh Ngọc và cảm ơn đài phát thanh truyền hình Bình Dương. Quả thật là hôm nay đúng ngày 20 tháng 11 mà tôi lại được trò chuyện trên sóng là một niềm vinh dự lớn, và cũng là một món quà mà tôi cảm thấy tôi có thể dành tặng tất cả những người cha người mẹ đang là người thầy, suốt đời là người thầy của con. Và bản thân tôi ngày này tôi cũng rất là nhớ đến cha mẹ tôi, đó là những người thầy đầu tiên nuôi dưỡng tôi nên người. Dạ, thưa với chị ạ, chị nghĩ như thế nào, tại sao nói cha mẹ là người thầy đầu tiên và suốt đời của con ạ? Dạ vâng, có lẽ là cái câu nói cha mẹ là người thầy đầu tiên và suốt đời của con, chắc chắn không có ai phản biện lại là không phải, trừ những người mà không thể ở bên con họ khi họ sinh ra. Thì những người cha người mẹ mà nếu sinh ra con và nuôi dạy con trong những năm tháng đầu đời, đặc biệt là giai đoạn 0-6 tuổi, thì là cái người mà đặt nền móng cho nhân cách của con. Từ cái giấc
ăn giấc ngủ cho đến học ăn, học nói, học gói, học mở. Tất cả mọi hoạt động của con đều là ở tay của bố mẹ. Và tất cả những gì mà bố mẹ nói, bố mẹ làm trong mắt của con, trong tầm tay của con, trong tầm tai của con, trong năm giác quan của con thì nó đều lọt vào cái bộ não của bé. Nó hình thành nên trí nhớ của bé, hình thành nên phẩm chất, trí tuệ cũng như đạo đức, cũng như cảm xúc của bé. Tất cả những cái gì mà chúng ta có ngày hôm nay là nhờ cha mẹ đặt nền móng. Và cha mẹ không chỉ dạy con những năm đầu đời, mà cha mẹ còn là người dõi theo con suốt cuộc đời cho đến khi mà họ nhắm mắt xuôi tay. Luôn luôn trong mỗi hành trình của chúng ta, cha mẹ đều theo dõi và đều có những lời tư vấn, có những lời hỗ trợ, có những lời động viên khích lệ, có những lời can ngăn kịp thời khi mà chúng ta lầm đường lạc lối. Người thầy đó vô cùng tuyệt vời. Không có người thầy nào trên đời có thể theo chúng ta lâu như vậy, yêu chúng ta vô điều kiện như vậy và trao cho chúng ta nhiều điều quý giá trong cuộc sống này đến như vậy. Dạ, thưa quý vị nghĩ như thế nào về cái phần chia sẻ của khách mời của chúng tôi, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, về cái chủ đề mà chúng ta cùng bàn luận với nhau ngày hôm nay, cha mẹ là người thầy đầu tiên và suốt đời của con. Quý vị có những cái kỷ niệm sâu sắc với những người cha, người mẹ của mình đã học được ở các bậc sinh thành của mình những cái điều gì mà quý vị cảm thấy tâm đắc nhất? Quý vị cũng có thể chia sẻ với chương trình như là một lời tri ân dành cho cha mẹ của mình trong một ngày rất đặc biệt này, ngày 20 tháng 11. Số máy quý vị gọi cho chúng tôi là 0274 3836 246. Ngoài ra, nếu quý vị trong cái vai trò là những người cha, người mẹ, đặc biệt là những người cha, người mẹ trẻ đó, thì hẳn là quý vị sẽ rất là khó khăn trong việc dạy những cái đứa con của mình. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho chúng tôi để chia sẻ những khó khăn của quý vị, đặt câu hỏi và nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ khách mời của chúng tôi, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, thông qua số máy là 0274 3836 246. Chúng tôi rất là hoan nghênh và chờ mong sự tham gia chủ động của quý vị dành cho chương trình hôm nay. Xin nhắc lại số máy 0274 3836 246. Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Thúy, tôi nghĩ như thế này, dù xã hội có rất là nhiều thay đổi, song dạy con thành nhân và thành công luôn là một mục tiêu duy nhất của tất cả những người làm cha làm mẹ. Tuy nhiên có một thực tế này thưa quý chị, dường như cái mục tiêu này chịu rất là nhiều thử thách, đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay, có đúng không ạ? Dạ vâng. Có lẽ là trong những chương trình mà tôi làm tham vấn cho cộng đồng và dạy những cái lớp mà cho cha mẹ đó, thì cái điều mà cha mẹ lo lắng nhất bây giờ là giới trẻ nó đang phát triển quá nhanh và nó đang bị chi phối bởi quá nhiều kênh. Nó học từ thầy cô bạn bè, rồi từ phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là từ những cái kênh internet mà đôi khi cha mẹ không có đủ hiểu biết để mà kiểm soát, cũng không có hiểu biết để mà theo kịp cái, bắt kịp cái sự phát triển của khoa học công nghệ, để mà theo kịp cái mà trẻ đang học và đang bị ảnh hưởng mỗi ngày qua tất cả những cái phương tiện nghe nhìn xung quanh trẻ. Nên quả thật là trẻ không chỉ học từ chúng ta mà trẻ học từ rất là nhiều kênh khác nhau. Môi trường xã hội hóa của trẻ, gia đình là môi trường căn bản, nhưng bên cạnh môi trường đó còn môi trường thầy cô, trường lớp, còn môi trường xã hội, còn môi trường từ truyền thông, từ sách vở. Nên vì thế mà cha mẹ dạy con thành nhân giai đoạn này không hề đơn giản, vì có quá nhiều những cái quan điểm khác nhau. Có thể nói là đây là một cái giai đoạn mà người ta đang giao thoa, đang tranh cãi rất là nhiều về những cái giá trị, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chuẩn mực và đâu là không chuẩn mực, đâu là điều phù hợp và đâu là điều không còn phù hợp nữa, đâu là yếu tố hiện đại mà vẫn phù hợp với văn hóa truyền thống và đâu là điều mà hiện đại đấy nhưng mà nó lại đang vi phạm cái thuần phong mỹ tục. Thì chúng ta thấy là cha mẹ rất là bối rối và các bạn trẻ bây giờ cũng đang cảm thấy bối rối trước cái làn sóng quá quá là mạnh mẽ của thông tin. Và đấy là một cái thách thức rất lớn trong việc dạy con thành nhân đấy ạ. Dạ, tôi đồng ý với tiến sĩ Phạm Thị Thúy là có thể nói chưa bao giờ và khi nào việc những bậc cha mẹ dạy những đứa con của mình lại có nhiều những cái thử thách gian nan như vậy. Như tiến sĩ Thúy có nói, đó là ngoài cái môi trường gia đình thì trẻ còn bị tác động rất lớn từ cái môi trường internet, xã hội, truyền thông và rất là nhiều những cái luồng giá trị khác nhau. Nó làm cho chính cha mẹ cũng hoang mang mà những đứa trẻ thì cũng hết sức lúng túng. Quý vị sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy đứa con của mình, đó là một điều chắc chắn. Khi quý vị gặp khó khăn như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào? Gọi điện thoại cho chúng tôi cũng là một giải pháp để quý vị có thể chia sẻ những cái khó khăn của mình.
số máy là 0274 3836 246. Tôi xin nhắc lại ạ, quý vị sẽ gọi cho chúng tôi đăng ký tham gia chương trình thông qua số máy 0274 3836 246. Thưa quý vị, như tôi đã nói ngay từ đầu chương trình, cha mẹ là người thầy đặc biệt, không chỉ cố gắng lo cho con được học hành đến nơi đến chốn, có một cái mái nhà ấm áp yêu thương, mà có khi cha mẹ còn lăn xả với những cái chuyện tưởng chừng như là rất riêng tư của con. Và như vậy, cảm xúc của các bậc cha mẹ nó cũng trồi sụt, cũng nắng mưa theo những cái vui buồn của con. Chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe tình huống sau đây. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ tập làm quen với những công việc của phòng này. Các anh các chị sẽ hướng dẫn cụ thể cho em nhé. Dạ, nhưng mà em ngồi ở bàn nào vậy chị? Còn máy tính của em đâu? Sinh viên thực tập không có bàn làm việc riêng, còn máy tính thì em dùng trên máy của phòng. Chết, không có bàn riêng thì bất tiện lắm. Em có nhiều đồ cá nhân, biết để đâu bây giờ? À, đó là cái chuyện riêng của em. Máy tính mà xài chung thì bực bội lắm. Mai em mang laptop ở nhà lên được không chị? Tùy em thôi. Nhưng chị nhắc cho em ý này ha, đây là công ty, cho nên dù là sinh viên thực tập, em cũng nên chú ý trang phục sao cho nó phù hợp. Chị ơi, tối hôm qua em thức tới 11 giờ đêm để chọn bộ này đó, nghiêm chỉnh nhất trong mấy bộ đồ của em rồi đó chị. Trời, trời đất ơi, nghiêm chỉnh nhất đó hả? Dạ. Em làm chị bất ngờ quá hả? Quần jean rách te tua, áo buộc túm vạt mà nghiêm chỉnh nhất rồi đó hả? Trời đất ơi. Ôi chị ơi, công sở thì cũng phải hợp thời trang chứ. Đóng bộ như mấy chị hả? Quê chết đi được. Chị không quan tâm em nghĩ gì, nhưng ngày mai chị hy vọng là không nhìn thấy em trong bộ trang phục gì tim như thế này nữa nhé. Thì chị nói thì em nghe lời chị. Còn đây là bản báo cáo hoạt động thu chi của công ty trong 6 tháng đầu năm. Em đọc cho kỹ rồi viết bản tổng kết cho chị ha. Ngày mai em để trên bàn của chị, em đọc cho kỹ, có gì chưa hiểu thì hỏi các anh chị trong phòng nha. Dạ, em biết rồi. Con ơi, con không có đến công ty đó nữa đâu. Chị trưởng phòng á, như là mẹ chồng á, khó tính thì sợ luôn mà. Con ơi là con đã đi thực tập bao nhiêu công ty rồi, có chỗ nào được quá một phần đâu. Con không có biết, ba mẹ muốn làm gì thì làm đi, nhất định đó hả, con không có thực tập ở công ty đó nữa đâu. Bác giám đốc đó là bạn thân của ba, ba phải năn nỉ người ta thì ta mới nhận con. Thời buổi này có mấy công ty mà chịu nhận sinh viên về thực tập ở đâu con, mất thời gian mất công của người ta. Nghe ba đi, ráng chịu đựng chút đi nghe. Làm con nghe lời ba đó. Vậy cái bản báo cáo gì gì đó con yên tâm, ba nhờ mấy học trò cũ của ba làm xong rồi. Sáng mai con cứ đường hoàng nộp cho chị trưởng phòng, ba bảo đảm rồi là chỉ có khen chứ không có chê. Ba biết không, công ty gì mà hai ba người sử dụng chung có một máy vi tính này, chán chết gì được. Con không phải xài chung với ai đâu gọi, cái laptop của con nếu con không thích, ba má mua cho con cái máy mới ngay lập tức. À, đó là ba má tự nguyện mua cho con chứ con không có đua đòi à nha. Là do ba má cho hết. Mai con ăn cái gì để ba nói má về chợ nấu cho con ăn trúng ý con nha. Trời ơi ba ơi, từ công ty về nhà gần 6 cây số, trưa nắng chang chang vậy mà ba biểu con về nhà ăn cơm là sao? Giống là buổi trưa mà về nhà là cực cho con. Nhưng con lo anh chị cứ yên tâm ngồi sau xe, ba chở việc, nghe không? Nghe lời ba, ăn cơm nhà vừa bảo đảm dinh dưỡng vừa vệ sinh, rồi con được ngủ trưa, thấy không? Hết đắp mặt nạ hay là uống sinh tố thì cứ nói má còn lại. Nhưng mà con thấy ba cực quá à, sáng đưa chiều đó một ngày bốn bận đã gần 30 cây số rồi, lại còn buổi trưa nữa. Con đừng có lo cho ba, ba má hơn 40 mới đẻ được con, làm nghề gì con sung sướng vui vẻ, ba má tình nguyện làm hết. Nhưng mà con lớn rồi, ba má phải tập cho con đi xe máy đi chứ. Đường xá bây giờ còn đông đúc, xe cộ là xe ẩu xe cả. Con đi đâu, tôi để ba má đưa đón, an tâm.
Trời ơi, chẳng lẽ con có bạn trai ba má cũng đi theo nữa hả? Cái vụ đó thì má con sẽ đi cùng để bảo vệ cho con, cho chắc ăn, thấy không? Con còn trẻ người nông giả lắm, mà thời buổi này là lý thông nó nhiều thật thật. Ủa mà ba, rồi lỡ con lấy chồng thì sao? Ba má cũng theo con làm dâu luôn hả? Làm gì có chuyện ba má cho con của ba má đi bằng dâu người ta. Nhất định là phải bắt rễ, để má phải kiểm soát nhất cử nhất động của nó, coi nó đối xử tốt hay là đối xử xấu với con gái rượu của ba chú má, thấy không? Giờ con còn mang bầu sinh con đẻ cái nữa, ba má đã chặn chị họ của con ở quê rồi. Chỉ cần alo một cái là chị bay chết giỏ chạy u lên nhà mình để chăm sóc cho con. Trời ơi, thì ra là ba má đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Chứ sao, con là cục vàng, cục ngàn, cục nọc của ba với má. Con cứ yên tâm hưởng phước, mọi chuyện ba má lo đâu. Trời ơi. Ba, chừng nào con mới được ba má coi con là người chuẩn làm đây? Đi làm thì nhờ học trò làm giùm, tiếc rồi con không biết làm gì nữa. Không có chỗ nào chịu nhận con, kể cả công ty mà bác giám đốc là bạn của ba nữa. Thu kêu này, mình bày kêu khác, để đó ba nhờ. Ba không hiểu hay ba cố tình không chịu hiểu vậy? Con muốn được đứng trên đôi chân của mình. Nhưng ba má thương con, sợ con vất vả. Vì sợ con vất vả, rốt cuộc con không có biết làm gì hết trơn á trời á. Ai cũng gọi con là tiểu thư công chúa cấp cấp, chẳng ai thèm chơi với con á, mà con không có chơi được với ai nữa hết á. Ngay cả người yêu cũng bỏ của chạy lấy người luôn à, con không có chịu vậy đâu. Không, mình khóc nữa. Con khóc, ba khóc theo à. Ba má thấm thía rồi. Đúng là thương con như vậy thành mười hai con thôi, nên con. Thưa quý vị, quý vị vừa nghe câu chuyện Con Một do nhóm cộng tác viên chương trình sáng tác và thể hiện minh họa cho chủ đề của chương trình ngày hôm nay: cha mẹ, người thầy đầu tiên và suốt đời của con. Quý vị cũng có thể nhìn thấy cái hình bóng của mình trong cái nhân vật người cha trong câu chuyện này. Yêu con một cách tuyệt đối, yêu con một cách vô điều kiện. Thế nhưng có một cái thực tế là người con thì không cảm thấy thoải mái, không cảm thấy hạnh phúc, vui sướng trong cái tình thương mà cha mẹ đã dành cho mình. Thưa tiến sĩ Thúy, chị nghĩ như thế nào ạ? Dạ. Dạ vâng, đúng như là cái tiểu phẩm mà người cha đã nhận ra cuối tiểu phẩm đó, là yêu con như thế bằng 10 hại con. Chúng tôi gọi đây là yêu con sai cách. Cha mẹ thì ai cũng yêu con, nhưng mà cái quan trọng nhất là yêu đúng cách hay không. Và quả thật là cái kiểu như làm thay con như vậy á, làm cho con trở thành gà công nghiệp, là một cái đứa trẻ mà rất là thiếu những cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống, thiếu những cái trải nghiệm mà nó cần phải có để trưởng thành, thì sau này nó là cái đứa thiệt thòi nhất. Đứa con của chúng ta là cái đứa mà ra ngoài xã hội không có hội nhập được vào bất kỳ một cái đội nhóm nào, một cái công việc nào, một cái cơ quan nào. Và cái người thiệt thòi cuối cùng lại là chính cháu. Cháu khổ sở, tự ti mặc cảm với cái sự thiếu thốn của mình, sự yếu kém của mình, lại cũng khổ sở vì mọi người không có chấp nhận mình. Thậm chí ngay trong tình yêu, cô bé cũng không hạnh phúc nếu như mà người yêu cảm thấy là cô bé này thiếu quá nhiều những cái kỹ năng cần thiết của một người con gái bình thường mà có thể lấy làm vợ, làm mẹ. Đấy là một cái điều mà có lẽ người cha trong tiểu phẩm rồi rất là cay đắng đã nhận ra. Vâng ạ, tôi hy vọng là cái câu chuyện tình huống của chúng tôi đã gợi mở cho quý vị và các bạn rất nhiều những cái suy nghĩ trong cái vai trò làm cha làm mẹ, là những người thầy đầu tiên và suốt đời của con mình. Đúng như tiến sĩ Thúy nói, chúng ta luôn luôn yêu con cái của chúng ta một cách vô điều kiện. Và hiện bây giờ phần lớn các gia đình đều có ít con, 1 đến 2 con, cho nên thương lắm, cưng lắm. Và cũng giống như người cha này, cứ nghĩ rằng như thế là sẽ rất tốt cho con của mình, con mình nó đỡ vất vả. Nhưng mà thực sự cái hậu quả thì có lẽ cũng rất là khó lường nếu như con trẻ của chúng ta được nuôi dưỡng trong một cái môi trường như là gà công nghiệp. Dạ, quý vị và các bạn sẽ gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy 0274 3836 246
để trò chuyện trực tiếp với tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong vai trò người cha, người mẹ để giải quyết những cái khó khăn, những rắc rối của quý vị mà đang gặp đối với những đứa con của mình. Thực ra không có một gia đình nào, cũng không có một đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào. Do vậy mỗi cái câu chuyện cụ thể của quý vị thì sẽ có những cái lời khuyên cụ thể từ chuyên gia của chúng tôi, tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Thông qua những cái câu chuyện mà quý vị chia sẻ thì quý vị sẽ biết cách dạy những cái đứa con của mình để trở thành một người rất là năng động, có thể đáp ứng được những cái yêu cầu của xã hội ngày hôm nay. Quý vị sẽ gọi cho chúng tôi theo số máy 02743836246. Vâng ạ, tôi xin nhắc lại là 02743836246. Còn bây giờ thì cho phép tôi được chào mừng vị khán giả đầu tiên đã đăng ký tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, alo ạ. Dạ, em chào chị Ánh Ngọc và Thạc sĩ Thúy ạ. Dạ, thính giả gọi điện thoại cho chúng tôi từ đâu ạ? Dạ, em gọi ở Mỹ Phước 3, bên Cáp, Bình Dương hả chị? Dạ, rồi câu chuyện của bạn như thế nào? Dạ, em muốn hỏi Thạc sĩ hai câu là con em năm nay đã học lớp 9 á. Thì mình kể như trong cái thời gian dạy thì sợ nó ơn bốn chị. Dạ. Thì em mình bây giờ mình dạy nó như thế nào là gọi là mình cũng đúng và nó cũng đúng. Chị hiểu lời nào em hỏi không? Dạ. Tức là mình dạy như thế nào để cho con nó biết là mình dạy như vậy là đúng. Và con nó nói, khi mà con nói như thế nào mà nói ra thì mình cũng biết nó nói những cái câu đó là đúng. Dạ. Dạ, cảm ơn. Vâng, có lẽ là tôi phải hỏi thêm chị một số cái thông tin nữa. Con lớp 9 của chị là con trai hay con gái ạ? Dạ, con trai chị. Dạ, con trai. Cháu học tốt không ạ? Dạ, học trung bình chị. Dạ, thế thì cháu có những cái biểu hiện gì mà chị cảm thấy rất là e ngại, khó khăn và chị phải chia sẻ với chúng tôi? Và kiểu như là nó đi học thì nó học được á, nó học từ học sinh khá này, từ học sinh trung bình này, rồi lên khá, khá riết á. Và mình thì mình làm mẹ, mà mình đi làm về rồi kiểu như là thấy con nó học nóng vậy rồi. Nhiều lúc mình tức giận lên rồi mình chửi, mình tính nó. Rồi ở trên trường thì tôi hay nói là nó nói chuyện nữa. Đó. Dạ, vậy khi mà khi mà chị tức giận lên á, rồi chị đánh cháu á, thì chị thấy cháu phản ứng như thế nào? Khi mà em tức giận á thì em sẽ đánh, nhưng mà em phải hỏi trước đã. Em hỏi trước là lý do gì mà con đi học thầy nào cũng nói chuyện, rồi để cô lúc nào cũng phản ánh cho mẹ để mẹ thấy ngại á. Đó, thì tôi cứ nói là con nói chuyện ít, thấy bạn kia nói chuyện nhiều không à. Dạ. Rồi cứ nói thực ra là bài học của nó là học thuộc hết. Về nhà em ngồi em kiểm soát bài học của nó của cháu hết mà. Yeah. Nhưng mà khi lên lớp mà nó kiểu như là có nó tổ tưởng hoặc là khảo sát lại lớp cái thuộc bài để vươn điểm lên cho lớp ra cô. Yeah. Thì cứ nói là ghi vô sổ nó, nói không thuộc không à. Yeah. Bài học của nó ở nhà là em khảo sát nó học xong rồi em cầm sổ em dò cho nó hết. Dạ vâng, chị rất là chu đáo đó. Vâng, thưa tiến sĩ Thúy, có lẽ là tiến sĩ Thúy sẽ hỏi thêm vị phụ huynh của chúng ta, đúng không ạ? Dạ, xin mời. Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ trong chương trình. Quả thật là chị, tôi thấy là cháu lớp 9 rồi mà chị còn ngồi dò bài cho cháu, thì tôi thấy chị rất là chăm sóc con, rất là chu đáo. Nhưng mà có một cái vấn đề đặt ra là sao chị dò bài rồi mà đến lớp cháu lại không thuộc, lại bị ghi sổ. Thì chị có tìm hiểu nguyên nhân không? Dạ em á, thì bữa em đi học phụ huynh tay tay, hai tuần em đi học phụ huynh là em có trao đổi với cô giáo luôn. Là tại vì nó hay, cô giáo thì cô nói là nó ngồi học là nó hay chọc bạn. Dạ. Chọc bạn, thành ra bạn là em vẫn nói luôn, bài học ở nhà là em, tại vì em chạy ba đứa học với mà cực thạc sĩ mà. Dạ. Em kèm ba đứa luôn mà. Em dò bài, em ngồi em sát, em đi làm về là em không làm được một cái gì hết. Em ngồi học xong, chừng nào con cái học xong rồi em đi nấu cơm cho nó ăn.
là em cứ nói vậy thì em thì em nói với cô giáo thì cô giáo cười, cô giáo nói tại vì nó lên một cái tập bạn thì dạ vâng ạ. Nó có cái tập đó rồi cho nên giờ nó biết thôi là không thuộc bài vậy á. Dạ vâng, cảm ơn chị. Thế có nghĩa là có một cái sự không tập trung của cháu đấy. Cháu chọc bạn và cháu không tập trung, nên đôi khi nó làm cho bài ôn với mẹ rồi nhưng mà đến lớp lại quên, đúng không ạ? Chị ơi, có một cái chia sẻ câu hỏi đầu tiên của chị là làm sao để nó hiểu ý của mình là đúng và mình cũng hiểu ý của nó là đúng. Thì đây, cái câu chuyện của chị á, nó liên quan đến cái việc là giao tiếp cùng con. Mà giao tiếp cùng con là một cái yếu tố quan trọng nhất trong việc dạy con. Và nếu mà chị muốn hiểu cháu thì chị cần phải lắng nghe cháu thì mới hiểu được tại sao nó nói như vậy. Mình mới biết là cháu nó làm như vậy, nó nói như vậy là đúng hay sai, hợp lý hay không hợp lý. Mình biết đặt mình ở địa vị của con thì mới hiểu được tâm tư của con. Thì lúc đấy mới có thể cảm thông cho cháu, bao dung cho cháu, thì mới chấp nhận được một vài cái quan điểm của cháu bây giờ. Quả thật là bây giờ các bạn trẻ tuổi dậy thì nó có những cái suy nghĩ, những cái việc làm, những cái hành động mà so với cái tuổi của chị và tôi ngày xưa dậy thì nó khác lắm. Nên vì thế mà nếu bố mẹ không đặt mình vào địa vị của con á, không lắng nghe con á, thì rất là khó hiểu con và sẽ luôn luôn thấy là con sai, con không đúng, con không có đồng ý với con. Và bản thân mình cũng thế, nếu như mà chị không có đặt mình vào địa vị của con để hiểu con á, thì chị nói những cái điều mà nó không có phù hợp với cháu, nó không thích hợp với cái cách mà các bạn trẻ bây giờ muốn nghe, thì cháu nó cũng sẽ không chấp nhận đâu. Mặc dù mình nói đúng đó, nhưng mà trẻ nó sẽ không có nghe lời. Nên vì thế, tôi rất là mong là trong cái câu chuyện này này, có một cái chi tiết mà chị nói là chị dò bài cho cháu đó. Tôi rất là mong chị dần dần chị để cho cháu được tự lập trong chuyện học. Dò bài rất là tốt, kiểm soát xem là cháu đã làm bài chưa rất là tốt. Nhưng cái quan trọng hơn là cái thái độ tự học của cháu. Cháu tự học được và cháu tự kiểm soát bài vở của cháu được. Mẹ chỉ xem đã làm bài chưa, đã học bài chưa và khuyến khích con học thôi. Còn nếu mà chị ngồi chị dò bài từng chút như là học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì sợ rằng với học sinh lớp 9 cháu sẽ cảm thấy như là một sự gò bó, một sự ép buộc. Và cháu học mang tính chất cưỡng bức và như vậy thì cái kiến thức nó không thực sự nó nằm trong đầu của cháu. Nó chỉ thuộc vẹt thôi, trả cho mẹ xong là xong, ngày mai đến lớp không còn nhớ nữa. Thì đấy không phải là cách học tốt đâu chị. Rất là mong chị sẽ để cho cháu được tự lập hơn trong chuyện học, tự giác hơn trong chuyện học ạ. Dạ, có một cái chi tiết mà vị nữ phụ huynh của chúng ta có chia sẻ là khi mà chị tức giận lên là chị đánh cháu, chị đánh mắng con của mình như vậy đó. Thì thưa tiến sĩ, đây cũng là một cái cách ứng xử của rất là nhiều phụ huynh. Tôi cũng là một người mẹ và những lúc nóng giận như vậy tôi cũng không có kiềm chế được và tôi cũng đánh con. Cũng giống y như vị nữ phụ huynh vừa chia sẻ với chúng ta, thì chị sẽ nói gì? Dạ, quả thật là bất kỳ cha mẹ nào mà cả giận á, thì cũng sẽ mất khôn. Thì cũng sẽ ít nhẹ thì la mắng, chỉ trích con. Nặng á, thì sẽ dùng roi vọt đó. Cái điều đấy cũng khó tránh lắm. Tôi với chị Ánh Ngọc cũng là những người mẹ thì chắc chắn chúng ta cũng như nhiều mẹ người mẹ khác thôi. Tôi cũng đã từng hồi bé xíu là tôi cũng đã từng có những lúc nóng quá mà dùng roi vụt con. Nhưng mà sau mới thấy là mỗi lần như vậy thì mình thấy là mình sai rồi. Mình đã đang thất bại trong việc dạy con. Nếu mà mình đã phải dùng roi vọt là có nghĩa là mình không có cách nào nói cho con nghe hết á. Mà dạy con là một sự thuyết phục. Và sau những cái lần sai lầm đó thì tôi đã tự rút kinh nghiệm và tôi thấy là mình phải hiểu con hơn, mình phải nhẹ nhàng với con hơn. Và đặc biệt là mình phải cố gắng không làm gì, không nói gì với con khi mình đang nóng. Đây là một cái điều rất nguyên tắc, rất là bất di bất dịch, là khi mình đang nóng thì nhớ là trí khôn của mình đi vắng. Và cái cảm xúc nó đang ở trong cái cơn dâng trào của sự nóng giận á. Thì mình không thể nào mà cư xử một cách ôn hòa và nhã nhặn lịch sự với con được. Mình cũng không nói điều hay lẽ phải được với con được. Và mình sẽ gây ra một cái sự tổn thương của con và gây ra sự ức chế của con và gây ra sự phản kháng của con. Nên cái tuyệt đối trong nhiều năm nay tôi luyện được là khi nóng giận là không nói chuyện với con, tránh đi chỗ khác, nhờ chồng giúp con học bài hay làm cái gì đó. Rồi khi nào mình bình tĩnh mình nói chuyện. Cho nên rất là mong chị phụ huynh ơi, chị sẽ học cái cách kiểm soát cảm xúc của chính mình. Thực ra dạy con là một hành trình, mình phải dạy chính mình đó. Mình phải học cái cách lùi lại, mình học cách kiểm soát bản thân để mình không buông ra những cái lời nhục mạ con, trách mắng con hay là những cái hành vi bạo lực thể chất cũng như là tinh thần lên con. Thì lúc đấy đứa trẻ nó mới thật sự là cảm nhận được tình yêu thương của mình thì nó mới nghe lời mình. Dạ, hy vọng là gợi ý của tiến sĩ Phạm Thị Thúy sẽ rất có ích cho vị nữ phụ huynh vừa chia sẻ với chúng ta. Vâng. À, còn bây giờ thì tôi sẽ trò chuyện với một khán giả nữa. Dạ, alo ạ. Xin chào chị Anh Ngọc ạ. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ. Chị chia sẻ câu chuyện của mình ạ.
Dạ em gọi từ thành phố Hồ Chí Minh, em có bé học một rồi đó chị. Em muốn hỏi chị Huy á, là con em á, lúc nào ngày nào nó về nó cũng cào vào, mà em nghe em nó không nói với em mà nó cứ nói mình nó vậy đó. Nó nói á, là hả những cái môn này hả ra đời có sử dụng đâu mà bắt phải học. Em không biết cách làm sao để bé nó phải chấp hành nội quy của trường, phải học cái môn sử địa với giáo dục công dân, ba môn đó nó không thích học. Nói tới nó thì nó bảo là mẹ nghĩ đi, khi ra đại học rồi mà bước ra ngoài đời mày có xài được mấy cái này đâu. Thì em có nói đó, không phải đâu con, mình là phải giỏi thì mình phải hiểu biết hết tất cả những cái gì sử địa cái đó đất nước mình phải biết kia hết á. Nó cứ vậy đó, nó cứ sắp sửa tới thi rồi nè mà nó cứ nói trời ơi chán quá, thời gian đâu mà học, đã học thì nói chung nó học trường này rất là áp lực, nên em cũng không bao giờ áp lực cho con em. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em không bao giờ dò bài, chỉ có tự học là em dò bài, còn bắt đầu lên lớp cấp 2 là nó tự học hết. Em khỏe ghê luôn, không có phải là dò thì chỉ gì vậy. Em cứ nghĩ là con phải tự học, nếu con không học thì con ráng con chịu. Cái đó là mẹ có điều kiện cho con học, mà con không học được cái đó là nhận thức của con thì con chịu thôi. Nên bây giờ em lo nhất là ba cái môn đó đó, vì nó áp lực lắm chị ơi. Nó công thường áp lực lắm, lý hóa là một ngày nghỉ nó phải 600 bài tập á. Con của chị học trường chuyên hay sao? Con em không học trường chuyên, học trường Bùi Thị Xuân mà trong cái lớp chọn. Dạ vâng, trường chuyên lớp chọn đó, Bùi Thị Xuân là trường chuyên lớp chọn rồi. Dạ. Em mệt mỏi ghê luôn. Cháu học lớp mấy nhỉ? Lúc nãy tôi nghe chưa rõ hả chị ơi? Dạ lớp 11. À lớp 11 rồi, đúng là năm cấp 3 cháu rất là nặng đấy. Học rất là nặng. Vâng. Dạ. Nhưng mà thưa với chị có nói là khi mà chị trình bày cái quan điểm của chị về những cái bộ môn có vẻ như là cháu xem nhẹ, thì cháu lập tức cháu phản kháng lại cái ý của chị, đúng không ạ? Dạ. Và chị đã làm gì để thuyết phục cháu là cái ý kiến của chị đúng? Thì mình mới nói á, không phải đâu con phải am hiểu hết tất cả mọi lĩnh vực hết, sử địa địa lý vật, cái đó là của đất nước mình phải biết con, chứ không phải là toán lý hóa con cứ vậy. Đó, nếu hóa học rất là giỏi mà ba cái môn đó nó không chịu học. Dạ vâng. Không chịu học. Vâng, không phải trường hợp của riêng con trai chị đâu ạ. Tôi cũng biết là có rất là nhiều học sinh cấp 3, các con học lệch rất là giỏi những cái môn tự nhiên chẳng hạn, nhưng mà các cái môn mà xã hội thì có khi các con lại chủ quan, xem thường, thậm chí là không thích học. Rất nhiều trường hợp giống như con trai của chị vậy. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ, xin mời chị có ý kiến ạ. Dạ, rất rất chia sẻ với chị phụ huynh vừa rồi. Đúng như chị Ánh Ngọc nói đấy, đó là tâm trạng chung của rất nhiều cháu bây giờ. Có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là quả thật chúng ta phải công nhận với nhau, và cả bộ giáo dục đang phải công nhận là chương trình giáo dục của chúng ta quá nặng. Một kỳ mà học 13, 14 môn và nó môn nào cũng kiểm tra, cũng thi, và nó quá nặng đối với sức của trẻ. Không ai có thể giỏi tất cả mọi môn, và không ai có thể nhồi vào đầu tất cả mọi môn trong một cái học kỳ như vậy. Cho nên chúng ta đang trong cái quá trình đổi mới đây, hy vọng tương lai trẻ sẽ được giảm tải đi. Thế đấy là nguyên nhân nhất làm cho trẻ mệt mỏi, và trẻ không thể thỏa mãn cái mong đợi của tất cả các thầy cô bộ môn cũng như là cha mẹ trong việc giỏi đều các môn đâu ạ. Không có khái niệm giỏi toàn diện đâu ạ. Đó, cái ý đấy là cái thứ nhất. Cái ý thứ hai á, là đôi khi những giáo viên dạy những môn đấy, có thể một trong những cái lý do mà giáo viên chưa nói rõ, hoặc là nói mà các cháu chưa cảm được cái mục đích của những môn học đấy, cái ý nghĩa của môn học đấy, và đặc biệt là cái tính ứng dụng của môn học đấy trong cuộc sống. Thực ra bất kỳ môn học nào nó cũng có cái tính ứng dụng trong cuộc sống hết. Nhưng mà nếu mà giáo viên nặng về lý thuyết, nặng về dạy theo kiểu như là bài học tủ học gạo đó, mà chỉ học để thi đó, mà không cho các cháu thấy được cái kiến thức đó, thì nó có ý nghĩa gì trong cuộc đời của các cháu, và sau này lớn lên đi ra làm thì nó có ý nghĩa gì? Thì các cháu sẽ không thấy yêu môn học đâu ạ, và các cháu sẽ cảm thấy rất là nản. Cho nên cháu nói như vậy thì trước hết phụ huynh rất là mong chia sẻ với cháu. Mẹ cũng thấy là các con học nặng quá, rồi mẹ cũng thấy là đúng là có nhiều những cái kiểu học để thi bây giờ nó không có ích cho cuộc sống. Đó, thì bản thân chị cũng phải chia sẻ để cho cháu thấy là chị rất là hiểu. Thì khi đó rồi chị mới thuyết phục cháu là vậy thì chính con hãy tìm ra cái gì đó hay trong từng môn học cho cuộc sống của con đi. Con đâu cần học để thi, mẹ cũng không bắt ép con áp lực là phải thi điểm 9, điểm 10. Vậy con hãy học theo cái cách nào mà con thấy có lợi nhất. Môn sử có cái gì hay cho cái công việc của con sau này, môn địa có cái gì hay, cha mẹ hãy trao đổi với con về những cái ý nghĩa của môn học đối với cuộc sống thực tế của các cháu.
thì nó sẽ thuyết phục các cháu hơn, thay vì là thôi con cứ học theo bài đi, con cứ học theo thầy cô đi. Nếu mà cha mẹ nói thế, bây giờ bọn các em bé của chúng ta cấp 3 nó trưởng thành rồi, nó không dễ chấp nhận đâu chị. Nên vì thế mà rất là mong là phụ huynh cũng uyển chuyển trong chuyện này. Mình cũng biết là cái nguyên nhân khách quan mình cũng chưa thay đổi ngay được về chương trình giáo dục, nhưng mà mình có thể giúp cho con là thôi thì ít nhất mình cũng đảm bảo cái mức độ là mức khá của môn học, và mình quan trọng hơn là mình học được cái tính ứng dụng của môn học. Thưa với chị phụ huynh ạ, tôi nghĩ là có một cái sự điều chỉnh từ cái cách gợi ý của tiến sĩ Phạm Thị Thúy dành cho chị. Nghĩa là khi con của chúng ta nó có một cái điều gì mà chúng ta không hài lòng, chúng ta thấy nó không đúng, nhưng mà trước hết thì mình không phê phán, đúng không ạ? Mình cứ phải đứng về phía của các con và chia sẻ cái quan điểm của các con, sau đó mình sẽ gợi ý hay là con nghĩ theo cái cách này, hay là con nghĩ theo cái cách kia, con thấy thế nào. Thì đó là một cái cách mà phụ huynh có thể trò chuyện được với con, mà nó tránh đi những cái căng thẳng. Mẹ và con nó không phải là hai chiến tuyến rồi. Trước nhất là mình phải ủng hộ con trước, rồi những cái câu chuyện sau đó nó sẽ được tháo gỡ một cách nhẹ nhàng. Chúng tôi hy vọng là gợi ý của chúng tôi sẽ rất là có ích cho vị nữ phụ huynh này, cũng như là rất là nhiều bậc cha mẹ khác đang nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, quý vị sẽ tiếp tục gọi cho chúng tôi theo số máy là 0274 3836 246 để chia sẻ những cái khó khăn, những rắc rối mà quý vị đang gặp phải với những cái đứa con của mình. Làm thế nào để mà có thể làm bạn với con, làm người thầy đầu tiên và suốt đời của con? Đó là một câu chuyện rất là dài, và quý vị sẽ gọi cho chúng tôi theo số máy 0274 3836 246. Còn bây giờ là ít phút âm nhạc, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn. Quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại bên chiếc radio và lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp Tình yêu hôn nhân gia đình của chúng tôi có chủ đề Cha mẹ, người thầy đầu tiên và suốt đời của con. Số máy để quý vị đăng ký gọi điện cho chúng tôi để được trò chuyện trực tiếp với tiến sĩ Phạm Thị Thúy 0274 3836 246. Còn bây giờ thì tôi xin phép được trò chuyện với vị khán giả. Dạ alo ạ. Alo, chào chị. Dạ. Khán giả gọi điện thoại cho chúng tôi từ đâu ạ? Dạ, từ thành phố Đà Nẵng chị. Dạ, rất là cảm ơn khán giả.
xa xôi như vậy mà rất là quan tâm và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Cảm ơn thính giả một lần nữa rất là nhiều. Và thính giả sẽ chia sẻ cái suy nghĩ và cái câu chuyện của mình ạ. Dạ em hỏi luật sư giờ này em có một đứa con không biết gì sao mà nãy nó học lớp 10 rồi. Dạ. Mà coi như từ sáng tới chiều là ngủ dậy là coi như là 7 giờ là hoạt động với máy vi tính. Bây giờ nó vừa rồi nó thi một cái đợt nó chọn trường nó đã rớt rồi. Dạ. Rồi bây giờ nó là ở nhà coi như từ sáng tới chiều mà cha mẹ thì nó cũng có việc làm cũng bận quá mà cũng công việc trong gia đình thôi chứ cũng đi ra ngoài làm. Yeah. Mà tôi ngồi tôi nhắc nhở suốt ngày suốt đêm mà nhắc cũng được. Rồi bắt đầu là ngồi từ 7 giờ sáng mà cho tới 11 giờ hai giờ đêm tôi ngồi hoạt động trên máy tính như vậy đó chị. Yeah. Thì bây giờ tôi làm cách nào mỗi lúc mà tôi nói tới nó thì bắt đầu nó không thèm nghe. Yeah. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa như hồi nãy tôi mới vừa nói nó nói tôi là xin lỗi anh chị nghe, nói tôi là nín chặt hay sao mà gọi điện lên xin lỗi nghe, nó nói tôi vậy. Yeah, vâng. Thưa với anh ạ, tôi tôi chỉ cần nghe cái câu chuyện của anh như vậy thôi á thì tôi cũng thấy là có rất là nhiều vấn đề trong cái câu chuyện của gia đình anh, của cái mối quan hệ giữa cha và con. Tôi chỉ xin hỏi anh là con của anh là con trai đúng không ạ, học lớp 10 và cái năm vừa rồi là cháu thi rớt cho nên cái năm nay thì cháu ở nhà. Dạ. Đúng rồi. Dạ vâng. Dạ. Và cháu chỉ có dính vào cái máy vi tính và cái sinh hoạt rồi tất cả mọi thứ đều rất là bê trễ, không có theo một cái nề nếp gì đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Và từ trước đến giờ cháu như vậy hay là bây giờ cháu mới như vậy? Từ trước thì nói chung là nó xài cái điện thoại, nói chung là nó đam mê là từ lúc mà nó học lớp 4 đến bây giờ. Vâng, tôi không hiểu vì sao cháu như thế mà anh chị trong vai trò là cha mẹ mình không can thiệp ngay từ lúc đó. Thì bây giờ hồi thì cha mẹ lúc nào cũng can thiệp từ năm lớp 4 đến bây giờ, mà kể cả bà con dân họ, mà kể cả bên dân họ tôi vẫn là có những người là thạc sĩ tới tiến sĩ vẫn có luôn, mà họ vẫn điện thoại, nó là cho chơi điện thoại với máy tính ngày chỉ khoảng 15-20 phút là đổ lại trong thời gian giải trí thôi, chứ không nên làm quá như vậy chứ. Dạ. Yeah. Ngày thì bắt đầu ăn ngồi bấm bắt đầu ngủ tới 8 đến giờ dạ chưa biết dậy lúc nào. Dạ vâng. Ăn cơm cái chén nồng dục rồi nó không bao giờ mà vâng. Nó tự động đi rửa cái chén của nó thôi, rồi đi nấu cà phê nó uống đã xong lên ngồi bấm được đó. Dạ vâng. Không nghe anh chia sẻ thì tôi có thể hình dung ra được, tôi có thể tưởng tượng ra được cái cảnh sinh hoạt của con trai anh. Và tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ, xin mời chị chia sẻ với cái câu chuyện của vị nam thính giả ở Đà Nẵng. Dạ, cho tôi hỏi vị nam thính giả là anh có biết là cháu lên cả ngày như vậy để cháu chơi game hay cháu làm gì không ạ? Anh có biết là nội dung cháu? Vấn đề thứ nhất là Facebook. Tạo Facebook. 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 Dạ vâng. Lắm như vậy em cũng nói chung là em cũng là cũng có dành về cái loại nó tại tối ngày ấy, vợ chồng lú bố lo mấy hàng. Dạ vâng, vâng. Thế trong nhà còn ai nữa không ạ? Cháu có anh chị em gì không ạ? Có một đứa em rất là nhỏ. Đứa em bây giờ mới học có lớp 5 lịch sử. À dạ, bé lớp 5 thì có dùng nhiều điện thoại vi tính như anh nó không ạ? Không, là bây giờ là bé là học thực thì là tốt, bé không có động gì về một cái máy tính gì hết, bé không biết cái tốt. À dạ vâng, về. Dạ vâng. Hỏi thêm anh câu cuối cùng nữa, từ lớp 4 là anh đã được khuyên là chỉ nên cho cháu xem 15-20 phút thôi, nhưng vì sao lại không kiểm soát được ạ? Đến bây giờ nó lại tình trạng như vậy ạ? Thì bởi em nói thì thì mấy năm về trước là nó học từ lúc mà lớp 4 mà cho tới lớp 7, lớp 8 mà nó thuộc về học sinh khá, xuất sắc đó là dạ, dạ. Và vẫn cứ để nó dùng nhiều vi tính như vậy. Dạ, giờ dùng nhiều máy tính. Giờ cái máy tính này là nói chung là lúc đó là nó chuyên về cái ngành tiếng học á, nó giỏi về tiếng học á. Dạ, dạ vâng. Nên là gia đình cũng là nói ở thôi nãy giờ đã học lớp 9, lớp 10 phải có cái là người ta đã học lớp trên rồi đó. Dạ. Mình phải mua cho nó một cái máy tính vậy đó. Vâng, cái máy tính đó là để phòng cháu ạ, cháu sử dụng riêng ạ. Để xác minh bên chỗ em nằm ngủ luôn mà em giờ em nói thật cái luật sư là bây giờ em giống như dạng là bó tay với em, nhiều lúc em dạng mà em còn tính là em làm cái đơn gọi cho bán xã luôn. Dạ vâng. Bây giờ không ai biết bấm, em tính làm cái đơn là dạ. Anh vâng, rất chia sẻ với anh. Quả thật trường hợp của anh thì không thể giúp một vài câu qua radio được đâu anh. Có lẽ là anh cần người trợ giúp trực tiếp hơn, người ta phải gặp gia đình anh, người ta gặp con anh thì người ta mới biết vấn đề nằm ở đâu, nguyên nhân như thế nào rồi mới có cái biện pháp phù hợp để giúp cháu. Và đây là phải làm liệu pháp gia đình, tức là bố mẹ và con cùng thay đổi chứ không thể đơn giản đâu ạ. Vì cháu làm nhiều vi tính như vậy
mất cũng mất kiểm soát trong các hoạt động hàng ngày như vậy, chỉ biết chìm đắm trong vi tính thì có nghĩa là một trong dấu hiệu nghiện nghiện internet rồi đấy ạ. Còn chưa biết là cháu lên mạng là cháu làm việc lập trình hay là cháu chỉ chơi Facebook, chỉ chơi game thôi thì còn chưa biết hậu quả nó đến đâu. Cho nên tôi rất là mong là anh sẽ ở Đà Nẵng cũng có nhiều trung tâm tham vấn tâm lý. Anh hãy tìm tìm đến trực tiếp và anh trình bày vấn đề và họ sẽ giúp anh, khi mà họ gặp trực tiếp bố bố mẹ cũng như là con thì mới có thể giúp được. Nhưng mà vấn đề của cháu là đang báo động. Một là cháu đang có cái chứng nghiện internet, và hai là cháu đang 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 nằm ngoài cái vòng kiểm soát của bố mẹ không kiểm soát được nữa, nói con không nghe lời nữa, con lại có những cái vặc lại rất là không có đúng 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 mong muốn của bố mẹ, thì đây là một vấn đề mà mình cần phải cải thiện sớm anh ơi. Rất là mong là anh sẽ tìm tìm đúng đúng cái nơi mà có thể giúp anh sớm, và phải giúp trực tiếp chứ trường hợp của anh không thể qua vi tính được, qua radio được. Quả thật là cái hậu quả nó kéo dài quá nhiều năm rồi. Dạ vâng, tôi cũng đồng ý với tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Thưa với nam phụ huynh là trường hợp của con anh cũng đã rất là nghiêm trọng, và để đến cái tình trạng này thì cũng đã là khá muộn màng rồi ạ. Cho nên là tôi rất là hy vọng là anh sẽ nhanh chóng đưa con đến một cái trung tâm tham vấn tâm lý, phải được hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ lâu dài á. Tôi nghĩ rằng đây là một quá trình rất khó và rất lâu dài, đòi hỏi nỗ lực của cả gia đình mình, chứ không thể nào mà trò chuyện với anh chỉ vài phút qua tư vấn điện thoại. Tuy nhiên chúng tôi đã trao cho anh một cái chìa khóa để anh biết là anh phải xử lý ngay, và xử lý ngay bây giờ để có được những cái điều mà anh không phải quá tổn thương như cái câu chuyện mà anh đã chia sẻ với chúng tôi. Chúc anh may mắn và thành công. Dạ, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục nghe những cái câu chuyện của quý vị và sẽ chia sẻ cùng quý vị. Nếu quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi thì quý vị sẽ thấy là mỗi một đứa con của chúng ta là một cá thể rất đặc biệt, và mỗi cháu sẽ có những cái phản ứng rất khác nhau, và có khi làm cha làm mẹ hết sức hoang mang. Tôi cũng là một người mẹ, và cái cảm giác đó tôi rất là đồng cảm với phụ huynh, với quý khán giả nghe đài chia sẻ với chúng tôi. Quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ từ tiến sĩ Phạm Thị Thúy, số máy 0274 3836 246. Vâng, xin mời vị khán giả tiếp theo ạ. Dạ alo ạ. Dạ em chào Kim Ngọc, em chào chị Thúy ạ. Dạ. Bạn sẽ chia sẻ cái câu chuyện của mình ạ. Dạ em có đứa cháu á, năm nay học lớp 5 mà chị. Nhưng mà bé hay nói là ồ cô Hai sao con bị áp lực á, tại vì từ lớp 1 tới lớp 5 là bé đứng về lớp trưởng hết. Thật sự là bữa nào mà cô viết bài dở rồi kêu những bạn học đi trả bài á, thì mấy bạn nó lì đó. Nên là mấy bạn lì bắt con nó đi nó lại và viết một con áp lực. Cô Hai mẹ con xin nghỉ làm lớp trưởng. Dạ. Dạ. Thế bây giờ chị muốn hỏi chúng tôi điều gì ạ? Thật sự là giờ em xin hỏi chị thấy là thật sự là giờ mình muốn cho cháu mình không làm lớp trưởng nữa là mình nói với thầy cô sao á cô? Dạ. Cảm ơn chị. Chị đúng là một người mẹ chu đáo đấy. Chị cũng ngại là nếu mà cháu không làm nữa thì phụ lòng thầy cô đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Vâng, nhưng mà quả thật là cháu cũng cảm thấy không phù hợp nữa, và cháu không muốn muốn thay đổi rồi. Thì có lẽ ý của quan trọng nhất là ý của cháu. Còn người lớn dù là cha mẹ hay thầy cô thì mình nhiệm vụ quan trọng nhất là mình giúp cháu được đi học vui vẻ, và cháu cảm thấy mọi việc mà cháu đang được làm nó thoải mái. Nên vì thế nếu cháu thực sự muốn thay đổi thì chị nên tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao cháu muốn thay đổi, và có thể trao đổi với cô. Nếu đó là nguyên nhân chính đáng và cháu cần phải thay đổi cái vị trí lớp trưởng đi, thì tôi tin là bất kỳ giáo viên nào cũng sẽ thông cảm thôi. Họ sẽ ủng hộ những học sinh mà rất là nhiệt tình làm. Nhưng mà nếu học sinh nào mà cảm thấy không sẵn sàng nữa thì họ sẽ tìm những cái học sinh khác phù hợp hơn. Chị đừng lo cái khía cạnh giáo viên, vì giáo viên nào cũng mong điều tốt nhất cho học trò thôi chị. Nên chị đừng lo là nói làm sao cho giáo viên chấp nhận. Không quá khó đâu ạ. Quan trọng là làm sao để cho cháu vui. Dạ. Nhưng mà tôi muốn hỏi là khán giả còn muốn chia sẻ điều gì nữa không ạ? Dạ. Để cho em hỏi, hiện giờ em có thằng trai học lớp 12 đó cô. Dạ. Nhưng mà bé sửa là bé thì nó thẳng là lúc như em như khán giả nói, như lại chị lại nói là lúc tức quá cái là mình cáo lên. Cáo lên là muốn đánh, nhưng mà thật sự là mình đánh không đành. Thật sự luôn, những lúc lì mà nó không nghe, mình kêu con ơi, 2-3 tiếng nó trả lời 1 tiếng. Cảm thấy mình đi làm gì mình mệt, cái lời xin xui là mình muốn đánh con, mà cảm thấy mình nhìn con. Thôi sao á, là mình không muốn đánh nữa, tại vì em cũng khi là tốt nhất, cha mẹ cũng không nên đánh con. Yeah. Tại vì bé còn quá nhỏ, đối với mình, bây giờ bé 10 tuổi, 20 tuổi, bé vẫn còn một đứa con nít. Dạ.
Dạ, rất mong và rất cảm ơn chị đã chia sẻ một cái điều, cái kinh nghiệm từ một cái người mẹ, đó là không có nên đánh con, mặc dù nhiều khi cũng tức lắm, đúng ạ. Tôi nghe nhiều phụ huynh cũng nói với tôi như vậy đó, tức ghê lắm kìa, tức là muốn đánh con cho nó hả giận, nhưng mà cố gắng kiềm chế để mà mình tìm một cái hướng khác để trò chuyện với những cái đứa con của mình. Và chị đã thành công trong cái việc này, chúc mừng chị. Dạ. Thưa với tiến sĩ Phạm Thị Thúy, có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để trò chuyện với một vị khán giả nữa thông qua cái số máy của chương trình là 0274 3836 246. Vâng ạ, tôi sẽ trò chuyện Vân với vị khán giả đang chờ điện thoại ở đầu dây bên kia. Chắc hẳn là cũng sẽ có rất là nhiều tâm sự để chia sẻ với chương trình. Dạ, alo ạ. Dạ. Xin xin mời khán giả, bạn dạ. Bạn có những cái khó khăn gì với những đứa con của mình ạ? Dạ, em có đứa con trai năm nay học lớp 8 chị ạ. Dạ. Cháu thì nó hơi lười học, nó hay học đối phó với bố mẹ. Dạ. Thì mình nhắc nó học thì cũng học, nhưng mà rồi nó học đối phó rồi đến trường rồi với thầy cô thì cũng như là vì sợ với mẹ mà về đến học với thầy cô, rồi bài vở thì học cứ thêm sau. Dạ. Giờ khi nói chuyện thì mình cũng biết là mình nói như thế nào để cho đúng với con và con đúng với mẹ, thì mình nói thì như thế này đó, là nó nghe nó nói bà đúng và cho mẹ cũng đúng. Dạ. Nó hơi khổ tâm cái chỗ đó. Dạ, khổ tâm, nhiều người khổ tâm giống chị. chị nói với cháu như thế nào mà nó nói mẹ nói không đúng chút nào đó? Chị nói về vấn đề gì ạ? À? Ví dụ. Thì ví dụ như là mẹ nói là những cái chuyện mà những cái chuyện đó là mẹ thấy là bà các con còn nhỏ, con chưa hiểu việc đó, thì người lớn nói các con phải nghe. Khi nói là mẹ người lớn thế nào cho là người lớn đúng, là còn tụi con cơ. Dạ. Nó không đúng. Dạ. Và tôi hỏi chị ha, có phải là lúc nào người lớn cũng đúng không? Dạ, cũng có khi người lớn sai chứ ạ. À. Đúng dạ. Rồi, đúng rồi. Dạ, mà con mình nó phản biện lại thì mình phải mừng chứ chị. Đúng không? Dạ. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy, xin mời chị tiếp tục trò chuyện với vị thính giả. Dạ, rất là chia sẻ với mẹ. Mẹ đang băn khoăn về con và cái câu chuyện mà bé thật sự cảm thấy học đối phó đó. Tôi cũng chia sẻ với chị là có rất nhiều trẻ mà cái khả năng tiếp thu của cháu học cái kiểu các môn học hiện nay và cái cách dạy hiện nay thì các cháu cảm thấy các cháu không có phù hợp và các cháu học không có được. Có những đứa trẻ cái trí thông minh của nó thuộc về hành động và nó sẽ tốt hơn khi đi làm. Thế nên tại sao mà hết lớp 9 á, người ta có cái tư vấn hướng nghiệp. Có những em có năng lực học thì học tiếp lên cấp 3. Còn nếu những em nào mà thấy học không phù hợp, cái việc học trên trường lớp, sách vở nó không phù hợp thì các em nó sẽ học nghề. Nên rất là mong là chị hãy trò chuyện với cháu một cách cởi mở hơn. Cháu nói đúng đó, lúc nào mình cũng nghĩ mình đúng mà bắt cháu phải nghe theo lời người lớn thì nó không có phù hợp lắm. Các cháu cũng có lớp 8 là cũng đã 14, 15 rồi. Các cháu cũng đủ trưởng thành để biết đâu là đúng, đâu là sai rồi đấy. Mình hãy nghe xem là vì sao con không thích học môn này môn kia và nguyên nhân do đâu. Nếu như cháu có những cái lý do mà có thể cải thiện được từ thầy cô, từ trường mà giúp cho cháu thay đổi cái cách học để cháu thích nghi và cháu học tốt hơn á thì rất là tốt. Nhưng mà nếu mà cháu thật sự đã nỗ lực rất nhiều rồi, thầy cô cũng giúp đỡ rất nhiều rồi mà cháu học không phù hợp thì sẽ giúp cháu là học và duy trì để hết lớp 9 cháu học nghề, chứ cũng không nên quá bắt ép con đâu chị. Và cái quan trọng hơn á là cái đứa trẻ đôi khi á nó có những cái khó khăn trong lớp, trong trường, và mình có thật sự hiểu cái nó khó khăn đấy không. Có thể con chị nó chỉ đang là gặp một cái trục trặc nhỏ và nó chưa phù hợp và nó đang cần giúp đỡ, chứ chưa chắc mà cháu đã là không có khả năng. Nên tôi đưa ra hai cái trường hợp như vậy để chị tìm hiểu xem con chị là thuộc trường hợp nào. Nó đang gặp khó khăn trong cái chuyện trường lớp và chuyện học thì mình có thể giúp nó nhờ thầy cô phụ đạo hay có cái cách nào đấy để cháu tiếp thu kịp bài. Thì cháu mà bị đuối, bị hỏng kiến thức là cháu sẽ không thích học đâu và cháu sẽ mệt mỏi với chuyện học. Thì lúc cái giả thuyết 1 mà được thì chị có thể giúp cháu. Nhưng mà giả thuyết 2 là có thể cái cách mà cháu đang tiếp thu bài nó không thật sự phù hợp với cái cách học. Cho nên là tốt nhất là hết lớp 9 cháu đi học nghề thì sẽ phù hợp với năng lực của cháu hơn. Có thể cháu sẽ thành công hơn với một cái nghề cụ thể nào đấy hơn là học tiếp lên cao. Thì chị thử tìm hiểu với cháu nha. Và chị tâm tình với cháu xem là cháu muốn thế nào. Bây giờ trẻ cũng biết là mình nên làm gì rồi đấy. Dạ vâng.
Tôi hy vọng là gợi ý của chúng tôi sẽ rất có ích cho vị phụ huynh và chia sẻ cái câu chuyện của mình. Vâng, còn bây giờ thì tôi sẽ trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Dạ, alo ạ. Alo. Dạ, thính giả gọi điện thoại cho chúng tôi từ đâu ạ? Em ở bên Đông gọi Phú Giáo Bình Dương. Dạ, Phú Giáo Bình Dương. Rồi, câu chuyện của thính giả như thế nào ạ? Có con cháu nó nhỏ mới 4 tuổi, cũng muốn tìm cái phương pháp này để giáo dục cho nó đi đúng phát triển. Dạ. Con 4 tuổi là con trai hay con gái ạ? Con trai, con trai. Tôi nhận thấy nhiều cái phương pháp mà trong cái giai đoạn vàng của bé từ 3 thấp đến 6 tuổi mà thấy nó 4 tuổi là muốn giáo dục cho nên nó có điểm gì mạnh thì cũng đi làm cái chi chắc vân tay thì nó thêm về cái ngôn ngữ ấy. Dạ. Nhưng mà đi dạy ngôn ngữ dạy anh bạn cái như bé thì em chuyên thì nhớ lắm. Nhưng mà trước quên sau rồi. Dạ. Đây là con trai thứ mấy của anh? Con trai đầu ạ. Con trai đầu tiên. Bé có em không ạ? Dạ có, em mới 7 tháng rồi. Mới 7 tháng. Và anh rất là quan tâm tới cái phần mà gọi là thời gian vàng. Thời gian vàng phát triển của bé từ 0 đến 6 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ vâng. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ, xin mời ạ. Dạ, cảm ơn ông bố ạ. Ông bố rất là tâm lý đấy, vì ông bố quan tâm đến con sớm. Và đúng như anh nói, giai đoạn 0 đến 6 tuổi là giai đoạn vàng của con. Đây là giai đoạn phát triển nền tảng về tất cả mọi thứ liên quan tới từ thể chất của trẻ cho đến trí tuệ của trẻ, cho đến cảm xúc của trẻ, cho đến các thói quen, cách học, cách chơi. Tất tần tật nó đều được hình thành giai đoạn này. Và con trai 4 tuổi, có lẽ con trai ở tầm 4 tuổi thì nó đang có cái hữu động nhất định, nên anh nói là học trước quên sau, rồi có những cái không như là mong muốn của anh. Thì tôi muốn hỏi anh là anh có làm sinh trắc vân tay thì cháu trí thông minh nào nổi trội hả anh? Thiên về ngôn ngữ. À, trí thông minh ngôn ngữ. Anh thấy bình thường cháu nói tốt không? Cháu giao tiếp bằng lời tốt không? Nó rất tốt, nhưng mà khi nào mà nó có vấn đề thì nó toàn hỏi vậy nè. Nếu không có vấn đề thì sao? Nó chỉ hỏi kết quả, nó không có hỏi tại sao cũng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Trẻ chịu hỏi là tốt rồi đi anh. Đứa trẻ nó tầm từ 3 đến 6 tuổi ấy, nó hỏi chính là cái cách mà nó học mọi thứ xung quanh mình. Có những đứa thì nó tò mò tìm tại sao, nó bằng cách là hỏi người khác. Nhưng có đứa thì nó sẽ tự trả lời cho cái câu hỏi tại sao của nó. Nên có lẽ là cái giai đoạn này á, quan trọng nhất là anh hãy dành nhiều thời gian, anh chị hãy dành nhiều thời gian nói chuyện với cháu, đọc truyện cho cháu nghe, đi chơi cùng cháu. Giai đoạn này không có nên ép học đâu anh. Giai đoạn này không nên ép học theo kiểu như học sinh lớp 1, mà là dạy cháu chữ cái qua đọc truyện, dạy cháu các kiến thức về toán, về văn qua những cái trò chơi hàng ngày cùng bạn bè, trò chơi hàng ngày cùng cha mẹ, trò chơi hàng ngày cùng những hoạt động tự lập cho trẻ trong chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện vệ sinh. Tất cả mọi cái hành vi của trẻ anh hãy tập cho cháu tự lập đi ạ. Và qua đó thì anh nói chuyện với cháu, anh hỏi cháu, thì đấy chính là cái cách mà anh dạy cháu tốt nhất để cháu có thể có đủ năng lực tự lập, tự giác khi mà vào lớp 1 anh ạ. Dạ vâng ạ. Tôi hy vọng là vị nam thính giả, một người bố trẻ, sẽ có được những cái thông tin hữu ích từ phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của thính giả tên Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại cuối là 339364. Anh Điệp ở thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại cuối là 171880. Vì chương trình của chúng tôi có hạn cho nên là chúng tôi sẽ trả lời được cái câu hỏi của hai vị khán giả này trong chương trình của chúng tôi vào thứ năm. Chúng tôi có một cái chương trình tư vấn trực tiếp vào lúc 11:30 đến 12:00 và chúng tôi sẽ nối kết lại với hai vị khán giả này. Một lần nữa thì cho phép tôi thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã dành thời gian tham gia với chương trình. Thưa quý vị, làm cha mẹ là một công việc dài nhất của đời người đó ạ. Một công việc mà dù chán ngán, đau khổ, thất vọng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể xin nghỉ việc, cũng không thể mua bảo hiểm, càng không thể cầu cứu ai gánh vác thay. Do vậy, để làm tròn vai cha mẹ người thầy đầu tiên và suốt đời của con thì nhất định đòi hỏi những bậc làm cha mẹ phải có thiện chí, học hỏi, nỗ lực không ngừng để là bạn đồng hành với con trong mọi bước đường con đi. Và chúng tôi rất vui được làm người bạn đồng hành của quý khán giả trong việc dạy những đứa con thành công và thành nhân. Xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn. Alo. Dạ, em nghe đây, em nghe đây. Xong rồi, cảm ơn chị Thúy. Dạ, không ngờ hôm nay nhiều khách quá, không muốn nói thêm, chốt lại mà không có thời gian nữa. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em chào anh. Dạ.